Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Đỗ Ngọc Hà đây. Và hiện tại trước mắt các bạn đang là một cuộc trò chuyện của mình với một anh khách tên là Lê Tấn Đức. Và hiện tại anh khách này của mình là đang có một chiếc điện thoại iPhone XS Max và đang có một cái màn hình khóa như vậy các bạn nhé. Và cái này thì anh đấy hỏi mình là cái này xóa vĩnh viễn là 3 triệu phải không em? Thì cái máy này của anh này thì iPhone XS Max hiện tại giá mở sẽ là 3.650.000. Nhưng đây là giá của ngày hôm qua, còn hôm nay thì giá đã giảm xuống còn 3.550.000 nha các bạn. Nên còn đối với iPhone XS thì nó là 3.250.000 nhá. Và cái này thì mình có thể làm online được nếu như mà khách có máy tính nhá. Cái này thì yêu cầu các bạn sẽ cần phải thanh toán trước 100% nha các bạn. Đấy, chứ không có thanh toán sau nhá. Bởi vì cái này thì mình làm server, mình bắt buộc cần phải thanh toán trước cho server, nên là mình sẽ cần phải thu tiền trước. Còn cái này đối với những bạn nào mà không tin tưởng mình thì các bạn có thể không làm, hoặc là các bạn có thể qua trực tiếp. Đối với những bạn nào ở trong khu vực thành phố Điện Biên Phủ thì các bạn có thể qua gặp trực tiếp mình. Hoặc là đối với những bạn nào mà đang sinh sống ở tại khu vực thành phố Hà Nội này, ở Phú Thọ hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình đều có cộng tác viên làm trực tiếp nhé. Đó thì đối với những bạn nào mà cần làm trực tiếp thì các bạn có thể nhắn tin cho mình. Và ở những cái khu vực trên như là Phú Thọ này, Hà Nội này hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì mình đều có cộng tác viên làm trực tiếp, nên các bạn có thể qua gặp trực tiếp cộng tác viên của mình nhé. Đấy rồi, và các bạn có thể ngồi chờ và 30 phút lấy máy luôn. Và sau khi lấy máy thì các bạn có thể thanh toán luôn cho bạn cộng tác viên của mình bằng tiền mặt luôn nhé. Ở đây mình có báo giá này. Đấy, ok, thì anh đấy có bảo là rồi để anh báo lại khách rồi có gì anh alo. Thì mình tưởng anh nhà cửa hàng nên mình hỏi vậy. Thì anh ấy bảo là bạn của anh đấy nhờ làm dùm, anh đấy cũng chỉ là khách lẻ bình thường thôi. Thì đối với chính sách của cộng tác viên ý, thì mình sẽ chiết khấu cho 100.000 nhá. Đó, bảo anh đấy là vậy bớt cho anh đấy 100.000 thì coi như là cho anh đấy công 100.000. Đấy, và còn lại thì cái này là do server cần thanh toán trước nên cần phải thanh toán trước. Đấy, thì anh đấy hỏi mình là làm nhanh không em. Thì như mình đã nói, cái chính sách này của mình làm chỉ 30 phút là xong. Nhưng mà cái này ý, thì giá của nó sẽ thay đổi theo từng ngày, nên là cái đường link bảng giá mình sẽ ghim ở bên dưới phần mô tả của video cũng như là phần bình luận của video. Các bạn có thể click vào bảng giá để xem theo dõi bảng giá nhé. Và thời gian làm là khoảng 30 phút thôi các bạn nhé. Đó, và trong quá trình làm ấy thì là server nó không phải lúc nào cũng online, nên là server online mà các bạn tranh thủ làm được thì các bạn cứ làm thôi. Chứ còn mình nghĩ thì chắc có thể là vài tháng sau hoặc là một tháng sau, cũng có thể là một tuần sau thì Apple nó cũng sẽ chặn luôn, không biết thế nào. Đó, thì nói chung là cái xóa iCloud vĩnh viễn này thì nó cũng chỉ là đi theo đường đen thôi, chứ không phải là con đường chính của Apple. Nhưng mà nó vẫn là xóa vĩnh viễn 100%, bao chạy phần mềm, bao reset các kiểu luôn các bạn nhé. Đó, các bạn lưu ý, chứ nó không phải là bypass, không phải là ẩn gì cả. Áp dụng đối với từ model iPhone XS cho tới iPhone 14 Pro Max. Đó, và ở đây thì nếu như mà ok thì đầu tiên mình sẽ cần phải tiến hành chạy lại phần mềm sạch sẽ lên iOS 16.5 trước. Sau đó thì phải check máy và đảm bảo máy không bị lock mạng hoặc là vấn đề gì khác liên quan tới phần cứng thì mình mới tiến hành order nhé. Thời gian làm là 30 phút này. Ban đầu cần phải chạy sạch sẽ máy bằng iTunes hoặc Powtoon cho về màn hình Hello trước. Check điều kiện ok thì thanh toán, rồi mình lấy thông tin máy để mình gửi lên server. Sau đó mình chuyển tiền rồi tắt nguồn 30 phút và đợi 30 phút chờ kết quả nhé. Và server báo thành công thì mình bật nguồn lên rồi mình kích hoạt máy ở bên trong. Thì anh đấy hỏi là làm online bằng máy MacBook không em? Thì có máy MacBook hay máy Windows để làm được các bạn nhé. Đó, và ở đây thì tiếp theo mình cũng báo là dạ được, máy MacBook hoặc Windows đều được anh ạ. Đấy, thì anh ấy bảo ok có gì anh báo lại. Thì các bạn có thể thấy là đây, anh đấy gửi cho mình cái hình ảnh này. Thì mình đã bảo anh đấy chạy lại phần mềm máy rồi. Đây, mình kéo xuống đây. Như vậy là anh đấy đã chạy phần mềm xong rồi nhé. Và kích hoạt này thì nó báo là iPhone được khóa với chủ sở hữu này, với một cái tài khoản iCloud này nhé. Đó, máy hiện tại là không lock mạng. Đó, mình đã check rồi. Đó, và bây giờ thì anh đấy sẽ chuyển khoản cho mình là 3.550.000. Nhưng mà đây là mới chỉ là ngày hôm qua thôi, chứ còn anh đấy vẫn chưa chuyển khoản. Đây, bây giờ để mình nhắn tin cho anh đấy nhé. Đây, mình đã gửi số tài khoản các thứ cho anh đấy rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ yêu cầu anh đấy thanh toán. Dạ vâng. Dạ vâng, anh quay cam xong với em với ạ. Rồi, chờ tí. Dạ vâng. Dạ vâng, bây giờ anh vuốt lên rồi anh kích hoạt máy ở bên trong thử đi ạ. Anh vuốt lên đi ạ. Dạ rồi, bây giờ anh chọn ngôn ngữ tiếng Việt hộ em ạ. Rồi, anh chọn Việt Nam ạ. Rồi, anh ấn vào thiết lập thủ công ạ. Rồi, anh ấn tiếp tục ạ. Rồi, anh kết nối wifi hộ em ạ. Dạ rồi, anh nhấn tiếp đi ạ. Dạ vâng, em đã nhận tiền rồi nhá. Anh đợi một chút, bởi kích hoạt máy thành công thì bây giờ anh gửi cho em cái UltraView để em vào em làm cho anh ạ. Ok. Dạ vâng. Rồi, ok, báo iPhone được khóa với chủ sở hữu. Rồi bây giờ anh cắm cáp kết nối giữa điện thoại với máy tính. Sau đó anh bật UltraView lên rồi anh gửi qua cho em ạ. Kết nối còn đưa máy đến không em cho để xem. Dạ. Đây là kết nối với iPhone rồi đúng không?
Dạ vâng đúng rồi ạ. Bây giờ anh cắm điện thoại vào máy tính đi ạ. Sau đó anh bật phần mềm UltraView hoặc là TeamView ở trên máy tính lên, rồi anh chụp gửi qua cho em cả ID cả mật khẩu ạ. Rồi. Dạ vâng. Được rồi, như vậy là mình đã nhận số tiền 3.550.000 của anh khách này nhá. Được rồi, và các bạn có thể thấy là hiện tại cái số tiền mình đã nhận được là 3.550.000 từ anh khách này. Đó, và bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhé. Và bây giờ mình sẽ tranh thủ thanh toán luôn cho server các bạn nhé. Mình sẽ vào cái ứng dụng ngân hàng của mình. Được rồi, bây giờ mình sẽ vào chuyển tiền. Sau đó bây giờ mình sẽ tìm số tài khoản của server. Được rồi, và anh đấy đã gửi UltraView cho mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành thanh toán cho server. Và đây, mình đã thanh toán cho server thành công. Bây giờ mình sẽ gửi cái biên lai giao dịch cho server. Được rồi, bây giờ mình sẽ truy cập vào UltraView của khách. Ok, như vậy là mình đã truy cập thành công vào UltraView của khách nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái bao tool của khách lên. Được rồi, và đây chính là cái thông tin điện thoại của khách. Rồi, bây giờ mình sẽ check device. Đó, và như vậy là đã ra thông tin của điện thoại nhé. Bây giờ mình sẽ nút send please. Được rồi, và sau khi mà đã báo set list đăng thì bây giờ mình sẽ yêu cầu khách tắt nguồn điện thoại và mình đợi trong 30 phút nhé. Ok, được rồi, và sau khi mà đã tắt nguồn điện thoại thành công thì mình sẽ yêu cầu khách rút cáp. Được rồi, và bây giờ các bạn có thể thấy là thời điểm hiện tại là 14:46 ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 nhé. Và bây giờ mình sẽ đợi thời gian 30 phút để mở máy nhé. Thì thời gian ước tính xong sẽ là 15:15. Bây giờ thì mình sẽ vào cái trang check email của khách. Rồi, bây giờ thì mình sẽ điền cái số email của điện thoại của khách lúc nãy vào đây để mình kiểm tra iCloud hiện tại nhé. Đó, lúc nãy cái số email của khách mình đã lưu lại rồi. Số email của khách là đuôi là 8394 nhé. Bây giờ mình sẽ đánh đầy đủ email của khách vào đây. Thì mình sẽ xin phép là mình che mờ cái số thông tin email của khách đi. Mình chỉ để 4 ký tự cuối là 8394 thôi các bạn nhé. Được rồi, và các bạn có thể thấy là hiện tại chiếc máy này của khách nó báo là iPhone XS Max phiên bản Space Gray 64GB bản Mỹ nhé. Và các bạn có thể thấy là đây, đúng số email đuôi 8394. Và hiện tại nó đang báo iCloud Lock là on và iCloud Status là lost các bạn nhé. Tức là máy đã bị báo mất rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đợi trong khoảng 30 phút. Và mình sẽ quay trở lại sau 30 phút các bạn nhé. Được rồi, và thời điểm hiện tại đã là 16:39 ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023. Thì hiện tại là do cái server nó đang hơi bị lỗi một chút nên là nó hơi chậm một chút. Đó, nó chậm hơn dự kiến là khoảng tầm thời gian hơn 1 tiếng mới xong. Đó, bây giờ thì mình sẽ check lại cái số email đó của khách nhé. Đó, và các bạn có thể thấy là hiện tại là nó báo iCloud Lock là off. Bây giờ mình sẽ tiến hành gọi điện cho khách để hướng dẫn khách kích hoạt máy ở bên trong nhé. Dạ vâng, anh quay cam xong giúp em với ạ. Rồi anh bật nguồn điện thoại lên, anh rút cáp ra rồi anh bật nguồn lên hộ em với ạ. Rồi, bây giờ anh kích hoạt máy vào bên trong luôn đi ạ. Anh vút lên rồi kích hoạt lại vào bên trong hộ em ạ. Rồi anh chọn Việt Nam. Rồi anh chọn thiết lập thủ công. Ok, tiếp tục ạ.
hôm nay server nó hơi trục trặc một chút nên là làm nó hơi lâu một tí nhỉ. Cứ chờ mới đang. Vâng, nhưng mà bây giờ thì được rồi, nhưng bây giờ cứ đợi nó kích hoạt thôi nhỉ. Mạng của anh nãy nó hơi lâu, mạng của anh hơi yếu, với cả nó mới xóa khỏi server ấy, nên là bây giờ nó kích hoạt hơi lâu một chút. Anh đợi tầm 1 đến 2 phút ạ. Rồi. À đấy, được rồi đấy, anh ấn tiếp tục đi ạ. Đấy, nó mất cái bước bỏ khóa, nó mất cái bước khóa tài khoản rồi đi ạ. Rồi anh ấn tùy chọn mật mã, rồi anh ấn không đặt mật mã, anh bỏ qua hết đi ạ. Rồi anh ấn không chuyển ứng dụng vào dữ liệu, anh ấn bên dưới cùng ạ. Rồi anh ấn bạn đã quên hoặc không có ID Apple, chữ màu xanh xanh ấy. Chữ màu xanh xanh ấy, đấy. Đây, đúng rồi, anh ấn vào đấy. Rồi anh ấn thiết lập sau cho cài đặt. Rồi ấn không sử dụng ạ. Rồi ấn đồng ý ạ. Rồi anh ấn tiếp tục ạ. Rồi anh ấn tiếp tục tiếp đi ạ. Rồi anh ấn chữ màu xanh ạ, chữ màu xanh. Rồi anh ấn để sau. Tiếp tục ạ. Tiếp tục luôn. Ấn vào chữ màu xanh hết anh. Anh vút lên đi ạ, anh vút lên đi ạ. Rồi của anh xong rồi đi ạ. Bây giờ anh có thể lắp SIM vào và các thứ sử dụng hoàn toàn như một chiếc máy bình thường luôn đấy nhé. Ok, cảm ơn em nha. Dạ vâng ạ. Vâng, em cảm ơn anh, em chào anh ạ. Được rồi, như vậy là mình đã hỗ trợ khách mở khóa iCloud chiếc máy này từ xa thành công rồi nha các bạn. Được rồi, vậy là trong video ngày nay mình cũng đã hoàn thành xong cái clip toàn bộ quá trình mở khóa iCloud cho khách từ xa chiếc máy iPhone XS Max bằng tool 100%. Nếu như các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình và tiếp tục theo dõi những video sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.